Đây là một lá số của một cái bạn nam có cái năm sinh là Quý Dậu. À, không hiểu sao những cái bạn Quý Dậu thường thường lại comment với cô và trao đổi với cô, lại cho đầy đủ các thông tin chính xác về bản thân của mình. Cho nên cô thường xuyên làm cho những cái bạn tuổi Dậu. Những bạn khác đừng phân biệt nha, tại vì các bạn không đưa đầy đủ chi tiết, cho nên cô không phản hồi cho các bạn, chứ không có sự phân biệt nào hết nha các bạn. Thì bạn này là lá số của bạn nam, tên là Nguyễn Văn Nam, có cái ngày sinh là 31 tháng 1 năm 93. Đây là cái ngày dương lịch nha. Và bạn sinh vào lúc 6 giờ sáng. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cuộc đời của bạn qua cái ba cái cung Thiên Di, cung Phúc Đức và cái cung Phu Thê. Thì ba cái cung này sẽ nói lên cho chúng ta biết toàn bộ về cái cuộc đời, cái tình duyên của bạn nó một cách sâu sắc hơn. Cũng như khi mà chúng ta phân tích qua cái ba cái cung mà mệnh, tài, quan thì sẽ biết được vận mệnh, tiền bạc của mình như thế nào. Còn khi mà xem về cái cung Di, cung Phúc, cung Thê thì sẽ nắm rõ về cái đường tình của bạn nó đầy đủ. Thì như vậy là bạn sinh vào năm Quý Dậu nè, và sinh vào cái tháng 1 là cái tháng Giáp Dần. Mình sinh vào cái ngày 31, tức là cái ngày âm á, là ngày 9, ngày Nhâm Tý nha. Và mình sinh 6 giờ sáng là mình sinh vào cái giờ Mão. Mình sinh năm 93 nghĩa là cái năm âm, cho nên gọi mình là âm nam. Mệnh của mình là mệnh kim, và cục của mình là thủy. Thì xét về âm dương thì là âm dương thuận lý, mệnh sanh cục và thân cư thiên di. Đó là những cái điều khái quát về bạn. Vì mình chúng ta phân tích về cái thiên can. Thiên can quý nó thuộc về kim, mà dậu thuộc thổ, kim thổ, cho nên nó có vấn đề trong cái tuổi này đó. Có nhiều cái may mắn đến một cách bất ngờ mà mình không có lường trước được. Mình mà ở mệnh mình nó nằm ở cái cung dương, cho nên mình rất là kỹ tính. Cái đại giấy tờ hay gì đó là mình sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp lắm. Mình không có cái tính cẩu thả. Mà mệnh của mình sinh cho cục, mệnh mình là mệnh kim mà cục là cái cục thủy, cho nên cái cuộc đời của mình sinh ra để mà thường thường làm những việc lợi lộc cho người khác. Bây giờ cô nói về đầu tiên, ta nói về Thiên Di. Cái cung Thiên Di, khi mà chúng ta lớn lên rồi, chúng ta có ra đời, chúng ta có trao tiếp với người này người nọ, thì chúng ta mới có cơ hội gặp được cái người phối ngẫu của mình. Tình duyên đến không, nếu mà chúng ta cứ ở trong nhà thì duyên tình chúng ta cũng khó gặp gỡ. Hoặc là chúng ta đến nào cái cơ quan nào đó toàn là nam hoặc là toàn là nữ, thì cái chuyện kết hôn của bạn nó cũng khó khăn. Chúng ta có ra đường, chúng ta có giao tiếp thì chúng ta mới có cái cơ hội để mà gặp gỡ được cái người bạn bạn đời của mình. Rồi mà khi mà chúng ta gặp gỡ rồi, chúng ta mới xem được cái cung Phúc Đức của mình, cung Phúc Đức của mình để cho mình biết được là như vậy là duyên tình của mình có được thuận lợi hay không nè, có được ông bà phụ trợ hay không, có được sự giúp đỡ của hai bên gia đình hay không. Rồi thì chúng ta mới coi tiếp cái cung hôn nhân của mình, bản thân mình với người đó như thế nào. Thì nghĩa là khi chúng ta muốn coi kỹ về hôn nhân thì chúng ta phải xem qua ba cái cung đó. Thì cung Thiên Di của bạn nó nằm ở cái cung Thân. À, cô xin lỗi, thân của bạn nó là cái thân cư Thiên Di, nghĩa là khi mà qua 30, trên 30 tuổi rồi thì cuộc đời mình nó sẽ chuyên sâu, người ta sẽ coi về cái thân của mình. Và thân của bạn cung nó ở cái Thiên Di, nghĩa là cái mình sinh ra đời là mình thường thường mình phải đi giao tế, mình phải đi trao đổi giao lưu ở bên ngoài nhiều hơn là mình ở nhà. Nghĩa là giống như mình nói là cái người có cái chân đi đó. Đó.
thì cái cung của mình, cái cung thiên di của mình nó ở cung Tỵ, và nó có cái con sao Tử Vi và Thất Sát. Mình muốn biết là mình nên đi xa hay là cái số mình nó ở góc nhà, thì nhìn vào cái cung của bạn, nó có thiên diệt, có đường phủ, có phong cáo, là những cái con sao mà cho ta thấy là chúng ta nên đi xa để mà chúng ta lập nghiệp. Và khi mà chúng ta đi xa rồi thì chúng ta sẽ có nhiều cái quý nhân phù hộ. Trong cái cung này lại có phúc đức, nghĩa là có sao phúc đức, nghĩa là chúng ta ra đường thì chúng ta có nhiều cái may mắn, nhiều cái thuận lợi hơn. Và nó có cái sao thiên phúc thì đem lại cho ta biết là trên cái đường đi xa này của mình gặp được nhiều cái chuyện vui. Cái sao chính tinh của mình là sao Tử Vi và cái sao Thất Sát. Tử Vi nghĩa là cho chúng ta là ở cung thiên di, nghĩa là chúng ta có đời, chúng ta có những cái ước mơ, có những cái hoài bão lớn, và cũng có thể cho chúng ta là biết được là cái người phối ngẫu sau này của mình sẽ là người làm chủ của một cái cơ ngơi nào đó, là chủ của một cửa hiệu, của một cái công ty nào đó, hoặc là làm cái cấp trên. Và có cái con sao Thất Sát đi kèm. Đi kèm trong cái sao Tử Vi thì cho ta biết được cái mệnh của cái người bạn nửa kia của mình đó, là họ cũng có người là dũng mãnh nè, có những cái tính tình rất là cứng rắn, thích khiêu chiến nha. Như vậy trong cái thế đứng của mình trong cái ba cung này, nó là cái thế đứng của sát phá tam, sát phá tham, thì là cái mẫu người của mình, hôn nhân của mình, nó cái người hôn phối của mình, nó có cái tính cách là nó dễ khiêu chiến, tính cách nó mạnh mẽ chứ không phải là thuộc yểu điều, thuộc nữ nam, và thích cái chuyện đối lập, ưa những cái chuyện mà công việc này chưa đến thì muốn có công việc khác, thích dời đổi cái công việc, thích dời đổi cái chỗ làm. Tính thì giống cũng dũng cảm và cũng có nhiều cái tham vọng. Đây cũng không phải là thuộc cái mẫu người của gia đình là mấy. Trong cái ngôi sao, trong cái cung mà thiên di của bạn đó có cái sao Lâm Quan, thì khuyên bạn một điều là chúng ta ra đời, chúng ta làm việc gì thì chúng ta nên hòa nhã một chút. Mình đừng có phóng đại lên cái bản thân của mình. Tại vì con sao Lâm Quan ý hứa cái chỉ là chúng ta ưa khuếch trương là cái danh thế của mình. Mà khi mà ra đời chúng ta mà nếu chúng ta cứ khoe khoang nhiều thì dễ gặp cái tiểu nhân nó hại mình. Mà ở trong cung của bạn, trong cái cung thiên di này có con sao Phá Toái và Bạch Hổ, cho nên nếu mà mình muốn làm cho mình nổi bật lên thì mình sẽ gặp nhiều cái chuyện không hay, nhiều tiểu nhân người ta dòm, người ta ngó mình để mà người ta, ta hại mình. Rồi chúng ta nói nhìn về cái cung phúc. Cung phúc của mình nó đóng tại ở cái cung Sửu, và nó có hai cái con sao là Vũ Khúc và Tham Lam. Cả hai con sao này nó đều miếu dượng. Như vậy Vũ Khúc cho chúng ta thấy là như vậy là cái dòng họ bên mình cũng là làm ăn khá giả đó. Làm ăn khá giả, có cái bề thế, có tiền bạc. Nhưng mà trong cái gia tộc của mình, trong cái dòng họ của mình cũng không có mà dễ gì mà chúng ta nhào vô. Tại vì có cái sự mà tranh chấp ở trong đó, có cái sự mà bàn ra tán vào, có mỗi người có một cái tính tham, ai cũng cái tranh giành tiền bạc, cho nên họ hàng nó không được thuận thảo lắm. Thì người trong họ hàng của mình nó cũng có hiền lương, cũng là rất là hiền lương.
giàu sang nè, dòng họ của mình cũng giàu sang. Thì nhìn ở bên ngoài thì có vẻ là hiền lương, có vẻ là giàu sang thanh cao, nhưng mà ở bên trong thì nó có ngầm những cái nội bộ nó không được thuận thảo quên ma lắm. Tại vì nó có những cái con sao linh tinh nè, có thiên riêu nè, có cả kình dương nữa, cho nên cái nội bộ về cái cung phúc của mình bề ngoài thì nó đẹp, nhưng mà bên trong nó không được mấy gì, nó thuận lợi cho mình. Thì nói về cung phúc thì cũng có thể nói đến cái người bạn đời của mình. Người bạn đời của mình á, thì có thấy là giống hôn nhân của mình, nó giống như có một cái vỏ bọc ở bên ngoài thì nó có vẻ đẹp đẽ lắm. Nhìn ở bên ngoài người ta thấy nó là một cái cuộc hôn nhân rất là hạnh phúc, nhưng mà nó ở cái bên trong đó thì nó cũng có rối rắm, nó cũng không được mấy gì tốt đẹp. Tại vì sao? Tại vì cái bản thân mình đó, nó có một cái điều như vậy, giống như bạn lưu luyến về một cái mối tình nào, bạn giữ cứ lưu giữ mãi ở trong trong tim mình không cho cái người người bạn đời của mình nó dẫu sâu vào trong cái tim của mình, cho nên cái tình cảm của mình với cái người xưa thì nó cứ đậm đà, cứ lưu luyến mãi, mà đối với người người hiện tại của mình thì nó có cái phần là lạnh nhạt, không được mấy được được tốt đẹp. Nói về cái phúc thọ của cái cung phúc của mình á thì nó không tốt, tại vì nó có con sao tử, cho nên về cái phúc thọ là dễ giảm thọ, không được tốt đẹp lắm. Và họ hàng cũng có những cái tranh chấp với nhau. Bây giờ chúng ta đi qua cái cung phu thê. Cung phu thê thì nó có hai con sao, đó là cái con sao phá quân và cái con sao liêm trinh. Con sao phá quân đó là cái thuộc về cái một con sao thủy, mà mệnh mình nó là mệnh kim, cho nên nó được tốt đẹp thuận lợi cho mình. Nhưng mà cái con sao liêm trinh nó lại là cái con sao hỏa, mà mệnh mình nó là mệnh kim, cho nên nó khắc với nhau. Và hai con sao này cho ta thấy là dễ dàng cái cuộc hôn nhân của mình nó có dễ là hai lần kết hôn. Và trong cái tam hợp mệnh của mình ở cái cung phu thê á, nó khắc với tam hợp mệnh của mình, cho nên thấy là mình có phần sợ vợ dở nha. Liêm trinh cũng thấy cho chúng ta biết là nó có bất lợi trong cái hôn nhân, và có con sao phá quân thì khuyên chúng ta nên là kết hôn hôn muộn một chút. Vợ mình là người có học thức nè, nhưng có cái bằng cấp nè, trong hôn nhân á thì nó cũng không được thuận lợi, tại vì nó có hình, có thiên hình, nó có thiên khóc nữa, cho nên nó lại có thêm con sao thái tuế nữa, cho nên thấy là cái cuộc hôn nhân của mình nó không được thuận lợi. Và cái chuyện tình cảm của hai người đó, có thể là hai người quen biết nhau rồi mà nhưng mà mình không quan tâm, mình không để ý đến nhau, nhưng rồi xa cách nhau một thời gian, khi mà gặp lại thì chúng ta mới có duyên tình và chúng ta mới có đi tiến đến và kết hôn. Gia đình mình cũng có tương đối là gia đình cũng hạnh phúc nha. Và vợ, phải nói về người vợ này á, là người khá giả. Và người vợ này khá giả tại vì trong cái cung phu thê của mình có cái con sao khóa lộc, cho nên người vợ này, gia đình vợ khá giả. Khi mà mình kết hôn với người vợ thì dễ dàng là cái tài lộc của mình nó đến, mình sẽ làm ăn nó phát lên, và người vợ của mình có thể là tay hồn chìa khóa giúp mình được phát huy được cái kinh tế gia đình.
mà khuyên bạn một cái điều là ở trong cái cung phu cô phê của bạn đó có cái con sao dượng, cho nên bạn nên chọn vợ của mình nó chênh lệch 1-2 tuổi thôi, chứ đừng có chênh lệch nhiều tuổi như những người ở có cái con sao thiên cơ ở trong cái cung phu thê. Mình chỉ nên kết hôn với cái người sàng sàng bằng tuổi, nhỏ hoặc là lớn hơn 1-2 tuổi thôi nha. Và cái người vợ của mình đó, mình phải biết, cái là mình phải biết mình, là biết ta, biết người vợ của mình, tâm ý của người vợ mình như thế nào thì mình mới giữ gìn được hạnh phúc của mình. Người ta nói là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Thì người vợ của mình đó là có cái tính là không thích bị quản thúc, và họ cũng gia đình khá giả, có người có tiền bạc có tài lộc, nhưng mà tiêu xài nó hơi quan đó. Nếu mà hỏi là chứ giờ hai vợ chồng có thể bỏ nhau hay là ở với nhau trọn đời trăm năm hạnh phúc, thì có khuynh hướng như thế này là mình có thể mình sẽ bỏ nhau một thời gian, hai vợ chồng có thể chia cách nhau một thời gian, xong rồi lại tái hợp lại một thời gian, lại trở về với nhau. Còn ở trong cái bạn á thì là cái tình duyên nó đến sớm nha, và cái chuyện tình duyên kết hôn của bạn nó xảy ra ở trong cái đại vận từ 22 tuổi đến cái năm 31 tuổi. Nhưng mà trong cái năm dần này nè, nếu bạn chưa có gặp được hôn người phối ngẫu của mình, hoặc thì trong cái năm dần này bạn sẽ có cái tình duyên và bạn phạm đạo qua, cho nên duyên tình của mình trong cái năm nay nó có vẻ tốt đẹp cho mình. Nếu mình đến năm nay mà mình chưa lập gia đình thì cái năm dần này khả là một cái dấu hiệu mừng cho bạn. Thì bài chia sẻ về cái con đường hôn nhân của bạn bạn nam đến đây là hết. Thì thân ái chào các bạn, đồng thời cảm ơn tất cả những bạn đã dành thời gian theo dõi bài. Thì nếu các bạn có cái muốn sự trao đổi giữa cô và các bạn thì các bạn hãy cho đầy đủ cái thông tin ngày, tháng, năm và giờ sinh, ghi rõ là âm dựa lịch hay dương lịch thì cô mới trả lời cho các bạn được nha. Thân ái chào các bạn, chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc.